nay mình làm một món quà nhỏ để tặng bác chủ nhà vào ngày Giáng sinh. Buổi tối hôm nay mình tranh thủ tản bộ một vòng quanh khu phố mình ở. Mình sẽ dắt các bạn theo để xem khu phố mình ở họ trang trí Giáng sinh như thế nào ha. Ngày 24 tháng 12 là ngày Giáng sinh, cũng là ngày gia đình họp mặt và dùng bữa với nhau. Hôm nay bác chủ nhà lại chỉ cho mình một món ăn truyền thống của Đức, đó là món Rouladen. Gồm có thịt ướp một loại gia vị giống như là wasabi, sau đó mình cho một ít muối, tiêu và tỏi. Mình cho củ hành tây vào bên trong cùng với dưa chua và thịt sông khói, rồi cuộn lại và đem nấu. Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong là đến giờ mở quà Giáng sinh. Mỗi người đều chuẩn bị một phần quà cho những người khác. Và buổi tối hôm đó mở quà rất là vui.
tất nhiên là Pünchen, sếp của mình cũng có quà Giáng sinh. Món này cũng rất là đơn giản, chỉ cần làm nóng phô mai và ăn cùng với bánh mì và một vài loại rau củ. Video của mình. Chúc các bạn một năm mới luôn ấm áp và nhiều yêu thương. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.